Thưa quý vị, và sáng nay tại khách sạn Vinpearl tỉnh Hà Tĩnh, ban tổ chức của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018 đã tổ chức buổi họp báo bình chọn danh hiệu Hoa Khôi của giải đấu năm nay. Sáng nay tại khách sạn Vinpearl tỉnh Hà Tĩnh, ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen năm 2018 đã tổ chức buổi họp báo bình chọn Hoa Khôi của giải. Danh sách bao gồm 8 ứng viên được ban tổ chức lựa chọn kỹ càng theo hai tiêu chí là sắc đẹp và tài năng trên sân. Danh hiệu Hoa Khôi sẽ được các nhà báo, ban huấn luyện các đội bóng và các nhà chuyên môn bầu chọn qua các lá phiếu. Hoa Khôi sẽ được công bố trong buổi lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào tối mai. Cũng tại buổi họp báo, để ghi nhận những đóng góp của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban tổ chức giải đã trao kỷ niệm chương cho các đơn vị phối hợp. Bên cạnh đó, 8 đội bóng tham dự giải cũng đã nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Cũng trong sáng ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã trao thưởng cho hai đội tuyển bóng chuyền. Với thành tích lọt vào tới trận chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được 200 triệu đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đăng cai trao số tiền 50 triệu đồng, Đài truyền hình Việt Nam cũng trao thưởng 50 triệu đồng, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao số tiền 100 triệu đồng. Trong khi đội tuyển trẻ Việt Nam cũng nhận được phần thưởng 90 triệu đồng từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã nhận được tổng số tiền là 200 triệu đồng trong buổi sáng.